Bây giờ là bài 92. Tỷ 92 cơ. Tương với phần 4 bài 29 quyển 2. Đầu tiên là từ câu chuyện. Cụ sử. Cụ. Cụ. Sử. Sử. Cụ sử. Cụ sử. Câu chuyện của anh ta. Tha đờ cụ sử. Tha đờ cụ sử. Câu chuyện của bản thân. Tự chỉ đờ cụ sử. Tự chỉ đờ cụ sử. Chúng ta đều có câu chuyện của bản thân mình. 我们都有自己的故事。我们都有自己的故事。Câu chuyện nhỏ. 小故事。小故事。Đều là câu chuyện nhỏ. 都是小故事。 都是小故事. Trong sách đều là câu chuyện nhỏ. 书里都是小故事. 书里都是小故事. Thú vị, nguyên văn là có ý nghĩa. 有意思. 有. 有. 意. 意. 死. 死. 有意思. 有意思. Trong đó từ 意思 đã học có nghĩa là ý, ý nghĩa. Rất thú vị. 很有意思. 很有意思. Cực kỳ thú vị. 非常有意思. 非常有意思. Anh ta nói chuyện rất thú vị. 他说话很有意思. 他说话很有意思. Phim của hôm nay rất thú vị. 今天的电影很有意思. 今天的电影很有意思. Không có ý nghĩa gì, không thú vị, chán. 没意思. 没意思. Rất chán. 很没意思. 很没意思. Câu chuyện nhỏ này rất vô vị, rất chán. 这个小故事很没意思. Bây giờ hãy thử nói từ đầu đoạn. Ăn xong cơm tối. 吃完晚饭. Tôi và Mary về đến ký túc xá. 我和玛丽回到宿舍. Mary nói. 玛丽说. Điền Phương đã cho bạn ấy mượn một quyển sách. Thiên Phương chia kể lờ tha y bản su. Thiên Phương chia kể lờ tha y bản su.
Trong sách đều là câu chuyện nhỏ. 书里都是小故事. Sách lý đâu sư xiao gù sư. Rất thú vị. Hẳn yếu ý sư. Hẳn yếu ý sư. Tôi hỏi bạn ấy, bạn xem xong chưa? Wǒ wěn tā nǐ kàn wǎn lě měi you? Bạn ấy nói, còn chưa xem xong đâu. Tha shuo, hái mei kàn wán nè. Bây giờ là từ trang, chỉ trang giấy. Yè. Yè. Âm Hán Việt là diệp. Trang 30, 30 trang. San shí yè. San shí yè. Có 30 trang. Yǒu san shí yè. Yǒu san shí yè. Tổng cộng có 30 trang. Yǐ gòng yǒu san shí yè. Yǐ gòng yǒu san shí yè. Quyển sách này tổng cộng có 30 trang. Chờ bản su ý cùng yếu san sử dị. Chờ bản su ý cùng yếu san sử dị. Mới xem đến trang 30. Sái khẳng đảo san sử dị. Sái khẳng đảo san sử dị. Bạn ấy nói, còn chưa xem xong đâu. Tha shuo, hái mei kàn wán nè. Mới xem đến trang 30. Sái khẳng đảo san sử dị. Sái khẳng đảo san sử dị. Tôi hỏi Mary. Wǒ wěn má lǐ. Đều xem hiểu rồi à? Dǒu kàn dǒng lě ma? Dǒu kàn dǒng lě ma? Bạn ấy trả lời. Tha huí tá. Có cái xem hiểu rồi, có cái xem chưa hiểu. Yǒu de kàn dǒng lě, yǒu de mei kàn dǒng. Yǒu de kàn dǒng lě, yǒu de mei kàn dǒng. Từ dǒng ở đây cũng là bốn ngữ kết quả của kàn. Phủ định là mấy kàn tổng. Có thể cho mình xem một chút không? Có thể rằng wǒ kàn kàn ma? Có thể rằng wǒ kàn kàn ma? Dĩ nhiên là được. Đương nhiên có thể. Đương nhiên có thể. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, nhân viên bán hàng, giám đốc. Phục vụ viên, sâu hội viên, chính lý. Mượn sách. Chỉ su. Dì ơi, chỉ cần một cái thẻ điện thoại. Ai ý, chỉ yêu ý trang điện thoại khả. Giúp tôi làm một việc. Băng wǒ bàn yí jiàn shì. Giảm giá 20%. Tả ba chứa. Phải đem cơm chưa?
Yào tài ú phản. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ sẽ trái. Tào khúng lửa tân nào hoàng chúa quải. Ngồi xe số 375. Chùa san chi ú lù chưa. Đau đầu, sốt, ho. Thấu thấm, pha sau, khớ sẩu. Tiến bộ rất lớn. Chìm bùa khấn tả. Hơn nữa. Ở chìa. Chạy bộ. Pháo bủ. Ra nước ngoài. Chu cúa. Nhận điện thoại. Chia điện hỏa. Chúc mừng. Chủ khở. Hai viên thuốc. Lẻng phiền dạo. Kết quả ra rồi. Chia của chú lại lọ. Sao khóc vậy? Giờ mà khu lọ. Đừng buồn nữa. Biến án của lọ. Mấy căn nhà, mấy căn hộ. Chỉ thảo pháng gì. Môi trường xung quanh quá loạn. Châu với hoàn chỉnh thải loạn. 82.1 Chú pháng, quốc sĩ. Vợ, thê tử. Chí tử. Vội vàng về. Hoàng khuấy cản. Nếu mà không vừa ý. Yào sử bù mãn ý. Tiền thuê phòng. Pháng du. Đắt vậy. Trời mà quẩy. 10 phút. 10 phút. Nhà thể chất, nhà thể dục thể thao. Thí ủy quán. Hai đề. Chỉ các câu trong đề thi để kiểm tra. Lãnh đạo thí. Rất nhiều câu. Khẩn đua chữ gì. Đã không nhìn thấy. Mấy khản triển. Cha một từ. Trái cửa chữ. Viết thành cái này rồi. Xia chẳng chê gờ lọ. Làm cái gì? Nói một cách tương đối tùy tiện. Cản sở mơ. Chết rồi. Tồi tệ. Rau cao. Mau mở ra. Khỏi tả khai. Phải trả lời thư cho em gái mình. Để kế vấn mềm mềm khuế xỉn. Câu chuyện nhỏ đều rất thú vị. Xào cụ sư đâu hẳn yếu ý sư. Mới xem đến trang 30. Sái khản tạo 30 页.